nói nó. Đóng gói kỹ. Nói nọc này, người ta đóng gói kỹ thế này. Chúng sốc chúng chiếc nồi. Một hai ba. Nói số 1 đâu? Không có số à? Thế là có ba mấy nghìn để cho chơi, muốn bao nhiêu? Đài truyền hình Việt Nam Lê Hoàng Quang. Kể này thì chúng tôi thử được quý vị ngay bây giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đến thăm và động viên đội ngũ trực tiếp tham gia. Cà phê mới không hai loại thôi á. Nghe mang cho mẹ máy tính đi xong rồi.